Xin chào tất cả anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của Shoptool. Hôm nay ngày 2 tháng Giêng năm 2018 thì Shop em xin giới thiệu với anh chị và các bạn một cái cưa bàn mới về, hàng bao đẹp luôn. Đây là cái mã Makita 2703 USA. Đây là cưa bàn của Mỹ chứ không phải là cưa bàn của đồ điện Nhật. Này sử dụng điện 120V. Ở đây thông số của nó. Đây là cưa bàn Makita. Model là 2703. Sử dụng đĩa cưa 255mm. 15 ampe. 50-60 Hz. 1430W. Đây là công suất của nó. Nó quay tốc độ là 4600 vòng một phút. Đây Made in USA. Đó, đây là cái điều ngược chiều, cái là sản xuất tại Mỹ nhưng mà xuất sang thị trường Nhật. Lạ. Rồi, tổng quan của cái bàn Makita này cực kỳ đẹp. Về cái cử đẩy thì nó đã mất rồi, anh chị có thể mua về và chế lại. Đặc biệt là cái cử này cũng khá là giá trị, sắt rất là nặng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm cái cưa bàn Makita này. Anh chị mà khi mua cái cưa bàn này lưu ý, ở đây mình sẽ đọc hướng dẫn sử dụng về việc mở công tắc. Mình phải đè xuống vậy rồi mình mới bật lên, đè xuống mới bật lên được. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau quan sát cái lưỡi nha. Ở đây thì chỉnh góc 45 độ nè, rất là chỉnh chu. Có điều là cái cưa này nó bị mất cái tay quay cái nâng hạ lưỡi cưa rồi, nhưng mà nó không thành là vấn đề, có thể quay như thế này được, rất là đơn giản. Rồi giờ mình sẽ cùng, đây là cái công tắc an toàn, khi mà bị chập điện nó sẽ bung cái lò xo này ra, thì chúng ta sẽ kiểm tra lại nguồn điện, mà nếu như mà đúng điện 110 thì chúng ta nhấn nó vô lại. Thường này là cái công tắc an toàn. Rồi bật nha, đè xuống kéo lên. Anh chị nghe tiếng máy của cưa bàn này cực kỳ êm và nó còn thắng rất là tốt. Để cái đĩa cưa này thì nó đã khá cũ nhưng mà hộp kim còn rất là mới, chỉ bị sét thôi. Và chúng ta sẽ cắt rất là ok. Rồi, thì mình sẽ cùng nhau cắt thử cái miếng blade này. Quay qua đây. Đè công tắc xuống và kéo lên. Quá là nhẹ nhàng, quá đẹp luôn. Rồi, cưa bàn Makita 2703 sản xuất tại Mỹ, xuất sang thị trường Nhật. Cưa bàn này thì shop tôi đang bán với giá là 6.500.000 đồng chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh chị có nhu cầu xin vui lòng điện thoại số 0129 3978 258 hoặc đến địa chỉ 129/1/6 đường Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận để cùng nhau trải nghiệm cơ bản này và mua về. Cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.